7 tháng là có bao nhiêu đứa trẻ không? Nằm Bây giờ viện một không bé. à, nằm viện lần nào bác sĩ vô bác sĩ cũng thư hết Thì em cũng có trò chuyện với anh, là anh có nói là cái nhà của anh là cứ gom góp tiền gì để xây nhà đúng không? trơn. Đúng rồi, hồi đó là nhà này là mượn tiền anh em, có một số anh em mượn cho rồi bên Việt Tư còn thiếu người ta tới hai mấy triệu. Bây giờ hồi đó là vợ không biết là vợ bệnh luôn, là hồi đó mướn cho vợ là anh người anh em phụ, không không có tốn tiền phụ, chỉ là tốn tiền thợ thôi, tiền thợ thôi, còn anh em phụ người 5 6 ngày 7 8 ngày đóng góp giúp được xây được cái nhà này lên, không ấy không có được cái máy này lột nữa. Dạ, em xin mến chào tất cả cô chú anh chị và quý vị khán giả. Hôm nay cô chú anh chị em được sự cũng như là có cuộc gọi của chú anh chị ha, thì đến nhà của anh Hoàng Anh cưa cây với chú anh chị. Thì có nghe nói là gia đình có một đứa con đang bị bệnh tim đó cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ cũng nghe nói đâu là 7 tháng mà không có phát triển của chú anh chị ha. Thì muốn biết thì việc như thế nào, em cũng xin mời cả chú anh chị hãy theo chân em để trò chuyện cùng gia đình nhé. Có thể anh giới thiệu cho khán giả là bao nhiêu tuổi rồi? Nay em sinh năm 91, chắc 33 tuổi năm nay. Ba mấy tuổi mà nhìn thấy già đứng ở nhà. Ba nó sinh năm 91 À, đây là bà xã anh ha. Đi vợ. Vợ chồng mới lấy nhau được bé trắng. Bao nhiêu năm anh? Mới lấy được hơn năm mà. Hơn bé bị bệnh. Gia đình mình như thế nào có thể chia sẻ cho khán giả. Bé bị bệnh tim bẩm sinh, rồi bị não, bị gọi là cứu huyết ula gì đó, ula, rồi bị tật, bé không thể uống sữa được, bơm theo ống này, nhờ được cô chú anh chị hướng dẫn là mình mua ống gì mình bơm. Bơm hồi gần 1 tháng trước được có 2,6 kg à, bây giờ bơm gần gần 1 tháng bé cũng lên được 3 kg rồi, 3 kg từ 3 kg chấm 5 này. Giờ bé không chịu nằm ở trên giường ha, bé nằm giọng có lần 2 tiếng hồi mới đến thôi, hai tiếng một tiếng sắp mới đến á, dữ gì sáng giờ khóc tới giờ mới à, hiện tại anh làm nghề gì ha? Em đi cưa cây thì có công việc thì giống như cô chú anh chị trên mạng người ta cũng thấy hoàn cảnh như đó, người ta cũng để mối cho mình cưa, rồi nếu mà có mình chạy xô mình chạy dạo chừng nào kêu thì mình cưa, còn không có lúc cũng về tay không công việc cũng đấy. Rồi thu nhập mình như thế nào nữa? Thu nhập nếu mà thu nhập thì ngày nếu mình nhiều nhất cũng 350 ngàn, nếu mà có lúc cũng có về tay không đỡ làm sao. Nếu mà có người ta chốt đơn cưa cây cây bự bự á thì thu nhập một cây cũng được 350 ngàn, tiền xăng cũng hết 50, cũng thoải Em mái cũng có coi giống như là anh có chơi TikTok thôi chú chị, thì em cũng có theo dõi anh là những cái video anh đăng đó là cũng đi khá xa nha. Xa tới Bạc Liêu, Bạc Liêu ngàn năm rồi chùa mới rồi chùa Sơ Me đi hết, Đi gần cái Lâm Tân đi hết luôn. như vậy rồi mình ngủ ở đó hay là mình chơi Con đi sáng sớm này 5 giờ mình xuất hành rồi, nếu mà đi đơn xa mình chạy cỡ hơn tiếng tới đi lên tới ở đó đưa cây 10 mấy năm mà. không ai phụ không mướn người phụ đó. Nếu mà muốn người phụ, thí dụ bây giờ mình ăn ra 40 ngàn, người phụ hết 150%, mới là tự làm thôi. Như là giờ bà xã đâu có đi làm được gì đâu bây giờ dính giờ vợ đang cứ có bầu 1 tháng nha, dính thì cũng mấy ra dính giờ cũng để, nếu mà nó có duyên ở mình cũng bụng khỏe thì có thể đến 100 triệu được. Tại bé này bác sĩ người ta nói là không được tầm thường khi lớn lên, Ở trong bụng luôn à? không bé này nhưng thì còn bé nóng, bé nó không được phát triển bình thường, phải chậm hơn người ta, tại cái bệnh virus corona mà chưa có thuốc điều trị, có cái mấy con đó là mới xuất hiện thôi mới phát hiện, mới có người ta chưa Yên có giọng chút đi. cái thuốc điều trị thuộc dạng này đâu, tim thì thay thể mổ được, tim tới tuổi bác sĩ lên
một tuổi lên tái khám rồi hẹn mổ, nếu sức khỏe nó tốt á. 7 tháng là có bao nhiêu chú chị em? Làm viện không à? Làm viện lần nào bác sĩ vô bác sĩ cũng thư chứ. Thì em cũng có trò chuyện với anh, là anh có nói là cái nhà của anh là cứ gom góp tiền gì để xây nhà luôn. Đúng rồi, hồi đó là nhà này là mượn tiền anh em, có một số anh em mượn cho rồi bên Việt Tư á. Dạ. Còn thiếu Việt Tư tới hai mấy triệu đó. Giờ hồi đó là vợ không biết là vợ bệnh luôn. Dạ. Hồi đó mướn cho vợ ở là anh người anh em phụ không à, không có tốn tiền phụ. Dạ. Chỉ là tốn tiền thợ thôi, tiền thợ thôi. Còn anh em phụ người 5-6 ngày 7-8 ngày đóng góp giúp được xây được cái nhà này lên, không ấy không có được cái máy này lột nữa. Đó là nó sự thật. Nhờ được hồi chưa đẻ thì mới có tiền xây, chứ bây giờ nếu mà đẻ rồi chắc bây giờ còn ở trong chòi chòi hay nhà chạy nha. Yeah. Nhà chỗ không chừng á, tôi có đi siêu âm 3 lần mà không thấy cái nền thì nền đất anh hết. Nền thì còn nền đất của chú anh chị nữa, còn tôi anh ăn để chán cái nền của chú anh chị. Rồi bây giờ nhà này nếu mà kêu nói lấy có tiền trả anh ta sớm sớm thì bây giờ biết làm sao giờ, vợ chồng con không đủ ăn, chắc để lợi chừng nào có em trả nè. Dạ. Tính ra anh cũng có thờ không á, anh ngày cưa cây anh có thờ của chú anh chị cũng thờ thờ thầy. Dạ. Cho mình làm ăn được rồi xuống tên cái góc là con gì cái hình cái đó là cũng giống như là một con máy thuốc vậy ở ngoài biển á. Dạ. Có mấy cốc kia lọ lợi me. Dạ. Có thờ tu tâm giống như mình đừng làm việc ác, đừng như mình đừng làm sai theo cái lương tâm mình cả. Là cũng bà đất đai phù hộ cho mình làm ăn tạm sự những tay ba nặng khỏi dính. Dạ. Cho cuộc sống sống vợ con. Người không ví dụ như ngày nào mà không đi cưa cây thì cuộc sống như thế nào? Nếu mà không có đi cưa cây thì đi mà mình đừng kiếm gì đó làm lặt vặt. Yeah. Để tốn tiền mua đồ ăn. Ừ, đi bắt cá. Ừ. Bắt cô lên đó cũng có ghi hình lên trong shop á. Dạ. Dần cây cối cũng ít đi, xưa cũng được nhiều. Cách xa ngắt, cách xa 50-60 cây có lúc chìa bằng tay không cũng được sống. Rồi bé cũng bác sĩ Di Động Ngọc cũng hẹn là 1 tuổi lại đi tái khám. Rồi thường thường mình đi chiếc xe, mình đi bằng chiếc xe gì anh? Thấy chiếc xe đó bằng chảnh hết trơn rồi. Xe đó là chị gửi cho người đó. Rồi nó gửi cho rồi chị nói bây giờ xe này không có giấy tờ gì. Dạ. Thì chị đi xe đó hả? Xe đó đó. Xe đó cũng chạy nổi nữa đó. Xe nó chạy 50 chạy khỏe đó. Đó chợ cà phê, 2 cà phê đi Đà Lạt không? Đó. Đi về không? Chạy được xe này chạy lên tới Đà Lạt đúng không? Dạ. Đúng đúng á. Quá là kỳ lực. Cũng như là mình chạy mình biết bảo dưỡng máy, biết cái gì hơi mình sửa liền. Đại đình nó chết ngoài đường cũng chạy công việc anh em của chú anh chị kêu cưa cây đó. Rồi có lúc người ta cũng lên mặt bằng nhà xây chuồng gà chuồng vịt, người ta cũng xếp ngày không có thì chạy không được, cũng mắc cái tính phần nào ta nói gọi mình đi mình không có đi được, mình nói mình cứ lèo mới mình khó lắm hẳn công việc mình hứa mình phải đi đúng giờ. Chung như anh cưa cây chứ anh cũng ăn giá không nghỉ của chú anh chị là rẻ nhất người ta có thể luôn. Đúng rồi, giống như 100 ngàn em ăn 70 ngàn rẻ hơn người ta 30 ngàn bởi vì có cuộc sống để lo hàng ngày chứ mà đánh theo cái giá thị trường thì chắc không thể nào đấu trả nổi. Ngủ cuộc sống với lại gì bé nhỏ đang bệnh của chú anh chị thì em cũng đến để ghi hình để cho cô chú anh chị và khán giả cả cô chú anh chị mình quân để xem được hoàn cảnh của anh và đứa bé, thì có cô chú anh chị của mình quân rất có yêu thương hãy giúp cho bé được món quà nhỏ để cho bé được sữa này và cho gia đình được trang trải cuộc sống của chú anh chị. Thì chị với anh
Anh nãy giờ đó anh nói cũng là khá là hay, cũng muốn xúc động dành cho anh chị ha. Cũng như là Hoàng Anh xin thay mặt cô chú anh chị, cảm ơn cô chú anh chị đã yêu thương Hoàng Anh xuống thời gian qua luôn theo dõi cuộc sống hành trình cưa cây. Hoàng Anh xin cảm ơn cả nhà. Dạ, thì anh cũng xin chào cho anh một món quà để cho anh mua sữa cho bé. Cảm ơn thì anh cũng đến để ghi hình và anh chia sẻ lên cho cô chú anh chị và khán giả để xem được để yêu thương bé hay cô chú anh chị ha. Thì thôi cũng xin phép gia đình cũng xin phép cô chú anh chị cũng như khán giả cũng xin tạm cái video tại đây, xin chúc cả chú anh chị ngày mới vui vẻ hạnh phúc gia đình, cũng có tập lòng hãy theo dõi video tiếp theo của em nhé quý vị.